Vâng, đây là một nghi thức, trước khi làm nghi thức khai rượu theo phong tục của người ADN. Và tiếp theo sẽ làm nghi thức khai rượu ạ. Và theo văn hóa mẫu hệ thì trước khi kính mời tất cả quý khách sẽ lên và thưởng thức rượu cân, thì trân trọng kính mời hai vị đại diện là tử trong đoàn sẽ làm nghi thức khai rượu ạ. Vâng, trân trọng kính mời hai chị ạ. Đi chân rồi. Chắc chắn kính mời hai vị đại diện. Và sau khi hai vị đại diện làm nghi thức khai rượu xong thì chắc chắn kính mời hai vị khách tiếp theo sẽ chuẩn bị để đem tiếp tân cho hai vị đại diện. Tại vì theo phong tục của người AD khi uống rượu cần thì tất sẽ chiếm cần liên tục từ tay người này qua tay người khác, không được buông cần ra. Có nghĩa là khi có người biết cần thì mình mới được buông cần ra. Đây là thể hiện sự đoàn kết trong một cộng đồng ạ. Và cũng thể hiện sự đoàn kết trong một cộng đồng ạ. Tiếp theo quá. Giờ là uống hết bình đó nha. Uống hết á. Hết cái bình đó đó. Uống hết không ạ? Uống, uống, uống không được buông nha. Uống không được buông. Uống thôi chứ không hát hát luôn em ơi. Vâng ạ, xin chào kính mời hai vị khách tiếp theo. Tiếp tiếp tiếp, đói đói đói. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Cảm 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 cảm. Chỉ cần cầm tay thôi, không cần phải là cầm tay và chỉ cho người tiếp theo thôi chị. Dạ. Chết. Và xin chào kính mời những vị khách tiếp theo. Tất cả quý khách đang có mặt trong buổi tiệc trưa nay ạ, sẽ cùng lên và chuyên cần liên tục cho nhau cùng kéo nha. Chụp người và chân thành cảm ơn. Ngon. Ngon.